Xin chào các đại lý và khách hàng bên công ty Trầm Hương Nguyễn. Đây là sản phẩm làm từ trầm núi rừng mộc tự nhiên, vòng đeo tay mắt khúc 13 ly dành cho nam, mix với trầm tỳ hưu vàng 24K và bi vàng 18K. Bên công ty Trầm Hương Nguyễn chuyên sản xuất trầm zin 100% không xử lý màu hoặc mùi hóa chất. Trầm tỳ hưu mang ý nghĩa chiêu tài lộc, bình an, mang đến sự may mắn trong công việc, mang ý nghĩa trừ tà, xua đuổi những nguồn năng lượng xấu tiếp cận với gia chủ. Bên công ty Trầm Hương Nguyễn luôn design nhiều mẫu mã mới theo yêu cầu khách hàng.